11 giờ 30 phút trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai xe tăng số hiệu 843 và 390 của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập, đánh dấu bước ngoặt lớn sau 21 năm chiến tranh liên miên đầy khổ đau và mất mát cho dân tộc. 14 giờ 20 phút cùng ngày, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ là tướng Dương Văn Minh chính thức đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên đài phát thanh Sài Gòn. Chiến tranh về cơ bản đã khép lại. Cảm ơn các ông, chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ trung ương đến địa phương, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khoảng 25 vạn quân Bắc Việt từ khắp các ngã đường rầm rập kéo về áp sát thành phố. Trước đó, Mỹ đã bắt đầu di tản dần công dân nước mình ra khỏi Sài Gòn. Tuy nhiên, khi Bắc Việt đã ngấp nghé tới cửa ngõ, vẫn còn hàng ngàn người Mỹ kẹt lại trong thành phố. Còn rất nhiều người Việt làm việc cho Mỹ hoặc là cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, và cả những người mua giấy tờ để được ra đi. Nếu đi di tản thì phải lên đến cả 100.000 con người. Sài Gòn đắm chìm trong sợ hãi và hỗn loạn khi tin tức chiến trường, phần lớn liên quan tới chuyện đội quân Bắc Việt ngày càng tiến gần hơn tới thủ phủ cuối cùng của chính quyền miền Nam, cứ liên tiếp bay về. Từ chập tối ngày 28 tháng 4, quân giải phóng bắt đầu ném bom và nã pháo vào sân bay Tân Sơn Nhất. Con đường sơ tán chủ chốt bằng đường hàng không tại sân bay thế là bị cắt đứt. Giờ đây phải tìm một con đường khác để di tản. Sự hoang mang như vết dầu loang ra khắp thành phố. Người Mỹ và những người Việt liên quan không ai còn có thể ngồi yên. Chỉ còn cách chuyển sang phương án dự phòng mạo hiểm cuối cùng, di tản toàn bộ những người còn lại bằng trực thăng, cái mà người Mỹ gọi là chiến dịch gió lốc. Ngày 29 tháng 4, mọi chuyện lên tới đỉnh điểm. Hàng ngàn người chen chúc tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ, hy vọng có một cơ hội rời khỏi Việt Nam trong chiến dịch gió lốc. Cùng lắng nghe mô tả của những người lính thủy đánh bộ Mỹ cuối cùng rời Sài Gòn để thấy được sự hỗn loạn khi đó. Trung sĩ Maloney dành hàng tiếng đồng hồ bên ngoài bức tường ngăn cách Đại sứ quán Mỹ với thế giới bên ngoài, để kéo những người Mỹ và đồng minh của họ rời khỏi đám đông hỗn loạn. Anh vừa phải nắm chặt lấy tay và kéo họ, vừa phải đánh lại đám đông người Việt xô đẩy trong hoảng loạn. Đột nhiên, một người đàn ông trong cơn tuyệt vọng đã bất chấp tất cả trèo qua bờ tường thép gai để có thể vào trong sứ quán. Sau anh ta là hàng loạt những người khác cũng bất chấp đau đớn để làm điều tương tự. Nhiều người phụ nữ gào khóc với lính Mỹ là đưa chúng tôi đi với, chúng tôi sẽ ngủ cùng anh. Vàng đây, tiền đây, trang sức đây, anh lấy gì cũng được, nhưng làm ơn hãy cho tôi đi cùng. Trên phố, binh lính chế độ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu trút bỏ quân tư trang vì lo sợ sẽ bị đối phương phát hiện và tiêu diệt ngay tại Sài Gòn. Điều thú vị là, từ trên các ban công các tòa nhà hai bên đường, người ta vứt quần áo của mình xuống để giúp những người lính này nhanh chóng hòa nhập được với đám đông của quân chúng. Tại phi trường là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, người chạy tứ tán, kêu gào trong cơn hoảng loạn, rượt theo những chiếc xe chạy qua, van xin để được lên máy bay. Tại bến tàu, nhiều người cố gắng nhảy lên thuyền rồi rơi xuống nước. Có người bị thuyền đè lên, người thì khóc, kẻ kêu gào, trẻ con chạy tan tác vì lạc mất cha mẹ. Air America, hãng hàng không dân sự thuộc sở hữu bí mật của CIA, được giao nhiệm vụ đón những người di tản tụ tập trên các nóc nhà khắp thành phố. Phi công Tony Coulson vẫn còn nhớ như in. Có quá nhiều nóc nhà có người chờ sẵn và chúng tôi thực sự không biết cái nào nằm trong nhiệm vụ. Chúng tôi chỉ biết chọn bừa một cái và đáp xuống. Vậy điều gì đã khiến người dân Sài Gòn hoảng loạn và sợ hãi đến mức bất chấp tất cả như vậy? Câu trả lời một phần lớn nằm ở chính hệ thống truyền thông. Trong chiến tranh, đây luôn là công cụ tuyên truyền được tất cả các bên sử dụng triệt để, nhiều khi để bóp méo sự thật theo hướng có lợi cho mình. Cuộc chiến ở Việt Nam không phải là ngoại lệ. Hãy lắng nghe chia sẻ của cô Claudia Crick, một trong số 12 người Mỹ ở lại để chứng kiến sự thay đổi của Việt Nam sau sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975 để hiểu hơn về thời điểm này. Theo Claudia, suốt một thời gian dài trước đó, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã không ngừng khắc họa viễn cảnh đáng sợ khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam chiếm được Sài Gòn. Cụ thể là họ liên tục đề cập tới cuộc tắm máu khi những người lính Việt cộng rất xa lạ trong suy nghĩ của người Sài Gòn tiến vào thủ phủ của miền Nam. Rất nhiều người Sài Gòn, đặc biệt là các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và thân nhân đinh ninh rằng những người Cộng sản nhất định sẽ giết hại hay là tra tấn họ vô cùng dã man. Ngoại trưởng Mỹ Kissinger phát biểu trước Ủy ban Cứu trợ Khẩn cấp của Hạ viện rằng: "Chúng tôi cho rằng Cộng sản đang cố thanh toán tất cả những thành phần có thể. Sẽ có nhiều hơn nữa những án tử hình." The Star and Stripes, tờ báo của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương,
đã đưa một dòng tít gây sự chú ý trong một trong những số báo: sẽ có ít nhất 1 triệu người chính quyền Sài Gòn bị tàn sát. Phía Mỹ khẳng định sẽ có khoảng từ 150.000 đến 200.000 người sẽ trở thành nạn nhân của những cuộc trả thù. Những thông tin về một cuộc thảm sát đẫm máu đó đã lan truyền rộng, không chỉ trong giới sĩ quan của quân lực chính quyền Sài Gòn, nhân viên làm việc cho Mỹ, mà còn lan tới những người phục vụ cấp thấp sống dựa vào đồng đô la Mỹ. Chính vì vậy trốn chạy là giải pháp khả dĩ duy nhất. Chính quyền Bắc Việt cũng tận dụng triệt để truyền thông cả trong nước và nước ngoài cho mục tiêu thống nhất đất nước của mình. Xét theo một cách khách quan thì trên mặt trận này họ tỏ ra già dặn và khôn ngoan hơn đối thủ ở miền Nam. Không phải tự nhiên những người lính Việt Cộng lại sẵn sàng hy sinh bản thân vì lý tưởng thống nhất đất nước. Cũng không phải tự nhiên mà phong trào phản chiến lại phát triển mạnh mẽ đến mức gây được sức ép khiến Mỹ phải rút quân về nước, gián tiếp dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn trong sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Tất cả đều có sự sắp xếp và tính toán kỹ lưỡng. Tin tức chiến sự thì thường chỉ được cập nhật liên tục qua hệ thống radio và báo giấy do chính phủ kiểm soát. Điều này giúp chính quyền đoàn kết dân chúng thành một khối cho mục tiêu chung. Những thông tin hay là tác phẩm văn nghệ trong giai đoạn này đặt lên hàng đầu mục tiêu khơi gợi tự hào dân tộc và tạo động lực chiến đấu cho cả tiền phương lẫn hậu phương. Nói về giai đoạn này, nhà làm phim, cựu phóng viên chiến trường Trần Văn Thủy khi trả lời báo The Atlantic kể: "Sếp tôi dặn đi dặn lại về việc chụp bất cứ thứ gì thể hiện rằng quân địch sẽ thua. Các câu chuyện chiến sự được đưa tin hàng ngày thường xoay quanh các chủ đề quen thuộc như là số máy bay bị bắn hạ, những tội ác của lính Mỹ và chính quyền miền Nam ở nhiều nơi, chứ không đi sâu vào lý giải lý do của cuộc chiến. Tất cả gợi cho người dân miền Bắc Việt Nam lúc bấy giờ một mục tiêu duy nhất: đánh đuổi quân Mỹ xâm lược và lật đổ chính quyền thân Mỹ ở miền Nam nhằm thống nhất đất nước. Với họ, chỉ có độc lập hay là chết." Trái với nỗi lo sợ của nhiều người Sài Gòn lúc bấy giờ, việc chuyển giao quyền lực diễn ra khá suôn sẻ. Rất nhiều phóng viên nước ngoài ở lại tác nghiệp đều khẳng định điều này. Một số thậm chí còn hy vọng chính quyền mới nhanh chóng ổn định để giải quyết vấn đề hỗn loạn, trộm cướp trong những ngày trước đó. Phóng viên Martin Woolcott thuật lại bài viết được đăng tải trên The Guardian. Mặc dù mang lại thương vong rất nặng nề cho cả hai phía, chiến sự dừng hẳn khi tới thành phố. Nhiều người Việt thậm chí còn đùa nhau rằng quân Việt Cộng chiếm Sài Gòn mà không làm vỡ một cái bóng đèn. Ở khu vực trung tâm thì những kẻ tội phạm hoặc là hôi của có lẽ còn đáng sợ hơn. Có lần phóng viên Stewart Darby của Financial Times và tôi đang đi dọc đường tự do thì bị chặn lại bởi một gã đàn ông lạ mặt trông có vẻ dữ dằn. Hắn chạm tay vào hông, ra hiệu về khẩu súng giấu sau chiếc áo đang được mặc và từ từ tháo chiếc máy ảnh đắt tiền của Darby khỏi cổ anh ta. Những sự việc như vậy là quá đủ để thuyết phục cho mọi người rằng quân Cộng sản nên nắm quyền kiểm soát thành phố càng nhanh càng tốt. Công bằng mà nói, sự suôn sẻ trong chuyển giao quyền lực này có được là nhờ công không nhỏ của tướng Dương Văn Minh. 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4, chính ông đã cho phát trên radio lời tuyên bố gửi đến đối phương, thông báo với họ về việc Sài Gòn sẽ không kháng cự lại khi quân Việt Cộng tràn vào thành phố. Thương vong có thể đã lớn hơn rất nhiều vì quân đội Bắc Việt lúc đó đã thảo sẵn kế hoạch đánh chiếm và tiêu diệt từng khu một trên đường Dinh Độc Lập. Thời điểm sau khi quân giải phóng tiến vào Dinh, khi một sĩ quan mật vụ của Bắc Việt ở Sài Gòn tới gần và nói: "Ông đã làm một việc lớn cho Việt Nam, ngăn không cho Sài Gòn bị phá hủy. Chúng tôi cảm ơn ông, tướng Minh." Ông chỉ đáp lại rằng mình hy vọng vào sự nghĩa hiệp của người chiến thắng. Dân chúng Sài Gòn theo lời kể của Martin cũng bắt đầu quen dần với hình ảnh anh bộ đội với lối trang phục đặc biệt đơn sơ, đồng phục xanh sờn rách cùng mũ cối cổ lỗ. Họ lịch sự, gần như ngập ngừng và thoáng ngợp trước vẻ mới mẻ của Sài Gòn. Những anh bộ đội có phần ngờ nghịch giả định mọi người nước ngoài đều là người Nga và vô cùng kinh ngạc khi thấy đồng hồ đeo trên tay. Thứ tài sản quý giá chỉ dành cho những tướng lĩnh phe họ là một vật trang sức hết sức bình thường với người dân Sài Gòn. Hầu hết những người lính này đều cảm thấy nhẹ nhõm khi chiến tranh đã kết thúc, còn họ thì may mắn sống sót và đóng góp một phần quan trọng cho chiến thắng cuối cùng. Thế nhưng, sự thanh thản này có thể đã nhanh chóng thay thế bằng sự cảnh giác khi thành phần quá khích xuất hiện và tấn công họ. Ngay lúc những kẻ bất chấp tất cả này bắt đầu xả súng, những người lính Bắc Việt đã vào vị trí sẵn sàng, đồng thời điều chỉnh và thiết lập đội hình chiến đấu. Những con người chỉ vài phút trước còn đứng nói chuyện, hút thuốc lập tức bắn trả. Trong khi một số khác thì di chuyển rất bài bản ra hai cánh để vây bắt những kẻ tấn công. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Kết luận, lịch sử thì không có đúng, có sai, mà mỗi người đều có thể nhìn nhận theo cách riêng của mình. Bên thắng có cái lẽ của mình, bên thua cũng vậy. Chính nghĩa thuộc về ai không quan trọng bằng việc hàng triệu sinh mạng đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Rốt cuộc thì, tất cả chúng ta đã thua, sẽ thua và mãi thua nếu sự chia rẽ vẫn còn tồn tại, không thể được dung hòa. 47 năm đã trôi qua, có lẽ đã tới lúc gác bỏ cái tôi, hướng về phía trước. Muộn, nhưng có còn hơn không.
Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!